Chuyên gia nhận định các nhà lãnh đạo phương Tây muốn có thế chiến thứ ba. Nga tấn công dữ dội, mở rộng vùng kiểm soát đối với Rabotino. Tình báo phương Tây cảnh báo Ukraine có thể mất nhiều lãnh thổ hơn vào cuối năm nay. Tổng thống Zelensky tiết lộ thương vong của Nga khi tấn công Kharkov. Ukraine huy động nhóm tù nhân đầu tiên ra trận đối phó Nga. Rộ tin trùng Wagner trao cho Tổng thống Putin hồ sơ liên quan việc bắt giữ các tướng lĩnh Nga. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi rất hân hạnh gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tổng biên tập tạp chí Convert Action, ông Jeremy Kuzmanov cho biết, tranh cãi về cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine đã sâu sắc đến mức xã hội phương Tây đang loại trừ những lo ngại trong nước. Theo ông Kuzmanov, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi Mỹ đang bước vào một mùa bầu cử tổng thống với sự góp mặt của hai ứng cử viên của đảng lớn có tỷ lệ ủng hộ thấp. 3/4 người dân Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng và các thể chế xã hội từ quốc hội đến tòa án đều bị nhìn nhận với sự thiếu tin tưởng. Với những chỉ số chính trị và văn hóa thấp như vậy, một câu hỏi được đặt ra là liệu các nhà lãnh đạo có tìm kiếm một thế chiến mới để đánh lạc hướng khỏi những thất bại của chính họ không? Ông Kuzmanov nhận định, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn có một thế chiến nữa. Có lẽ đó chính xác là điều họ muốn. Ý tôi là họ đang thua, họ đã mất tính hợp pháp trong việc lãnh đạo ở quê nhà. Cảm giác của tôi là đây là một chiến lược rằng họ đang kích động xung đột ở nước ngoài để chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi sự lãnh đạo tồi tệ ở trong nước và nạn tham nhũng. Xu hướng tranh luận chính trị trên khắp phương Tây ngày càng tập trung vào các vấn đề như nhập cư và kinh tế, với các ứng cử viên mới nổi lên thách thức các đảng cầm quyền. Càng ngày, sự ủng hộ dành cho cuộc chiến Ukraine càng được coi là có liên quan đến những lo ngại trong nước như vậy. Tại Đức, các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng của Nga đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, trong khi việc dỡ bỏ thuế quan đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine đã dẫn đến các cuộc biểu tình của nông dân khắp nơi. Theo Tổng biên tập Convert Action, thành công của Moscow trên chiến trường đã gây ra sự tuyệt vọng từ phía Mỹ và NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần vượt qua làn danh đỏ do chính mình đặt ra khi đã cung cấp cho Ukraine vũ khí của phương Tây như tên lửa ATACMS. Giờ đây, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng công khai thúc giục Tổng thống Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Những cam kết sâu sắc hơn đối với cuộc chiến ủy nhiệm và viễn cảnh quân đội NATO cuối cùng sẽ được triển khai tới chiến trường có nguy cơ gây thêm tranh cãi. Ông Kuzmanov lưu ý, quân đội Nga đang chiến thắng và Ukraine đang cạn kiệt đạn dược và nhân lực. Tôi nghĩ công chúng sẽ thực sự bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn về chuyện gì đang xảy ra. Vị tổng biên tập này kết luận, vì vậy, tôi không biết liệu họ có thể làm điều đó về mặt chính trị hay không, trừ khi họ sử dụng ngày càng nhiều tiêu chuẩn độc đoán ở quê nhà. Điều này dường như đang diễn ra. Tuy nhiên, một lần nữa, họ sẽ phải hứng chịu một phản ứng chính trị dữ dội trong nước. Tôi nghĩ họ đang gặp rắc rối và đó là lý do tại sao chúng ta thấy những mối đe dọa và hành vi rất liều lĩnh này. Và tôi hy vọng nó không gây ra một thế chiến thứ ba, điều mà nó có thể dẫn tới. Ngày 25 tháng 5, tỉnh trưởng tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, ông Ole Sini Ehubov cho biết hai quả bom dẫn đường của Nga lao xuống siêu thị Epicenter ở thành phố Kharkov. Ít nhất 6 người không qua khỏi, hơn 40 người bị thương và 16 người đang mất tích. Thị trưởng Kharkov Iho Terekhov nói rằng có khoảng 120 người trong siêu thị khi các quả bom lao xuống. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa dữ dội và cột khói đen bốc lên cao. Lực lượng cứu hộ dập tắt nhiều đám cháy nhỏ và kiểm soát được tình hình sau khoảng 90 phút. Sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ những hệ thống phòng không để máy bay Nga tiếp cận biên giới. Cùng ngày 25 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả cuộc tập kích là hành động không thể chấp nhận. Hiện giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Truyền thông Nga dẫn lời nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng đòn tập kích được tiến hành sau khi tình báo nước này phát hiện lực lượng vũ trang Ukraine thiết lập sở chỉ huy và nhà kho tại siêu thị Epicenter. Quân đội Nga từng nhiều lần cáo buộc đối phương che giấu lực lượng và khí tài trong những địa điểm dân sự như trung tâm thương mại. Trong những tuần qua, Nga tấn công Kharkov gần như mỗi ngày, chủ yếu tập trung vào trên địa phòng không của đối phương. Ngoài tên lửa, rocket và máy bay không người lái UAV, lực lượng Nga gần đây dùng bom lượn và bom bay với sức công phá cao hơn trong các đợt oanh tạc Kharkov. Các chỉ huy quân đội Ukraine nhận định Nga sẽ tiếp tục tập kích và phá hủy hạ tầng trọng yếu, cơ sở quân sự tại tỉnh Kharkov. Hôm 10 tháng 5, lực lượng Nga đã mở chiến dịch Kharkov, nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và buộc đối phương phải điều quân từ nơi khác về đối phó. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt đợt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov. Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, Nga không đủ quân để tiến công thủ phủ Kharkov,
nhưng có thể tiến đủ xa để đặt thành phố này vào tầm bắn của pháo binh. Ngoài mục tiêu kéo mỏng lực lượng Ukraine, vốn đã thiếu nhân sự và vũ khí, chiến dịch Kharkov của Nga dường như còn nhằm gây bất ổn khi buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán từ khu vực ven biên giới tới những nơi khác. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc khi tình hình chiến sự những ngày qua diễn ra vô cùng căng thẳng. Ngày 25 tháng 5, truyền thông Đức dẫn đánh giá của giới tình báo phương Tây cho biết bức tranh tổng thể của Ukraine lúc này có vẻ ảm đạm trước sự vượt trội của Nga. Đánh giá cho thấy Ukraine khó có thể nắm thế chủ động trong năm 2024. Đến cuối năm nay, Ukraine có thể sẽ phải chịu những tổn thất về lãnh thổ lớn hơn đáng kể so với những gì xảy ra kể từ tháng 1 năm nay. Theo báo cáo, điều này là do định hướng phòng thủ hiện tại của Ukraine và do giao tranh kéo dài. Ukraine đang muốn bảo toàn lực lượng và câu giờ bằng cách nhượng lại lãnh thổ với hy vọng điều này sẽ giúp họ có thời gian để huy động và khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường tấn công vào các hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine có thể trở thành một vấn đề. Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tình báo Quốc hội Đức, ông Roderick Pieswetter xác nhận việc Ukraine đang gặp vấn đề với đạn dược và tuyển quân. Nga đang dựa vào pháo binh nhiều hơn Ukraine, và hơn nữa, Nga có thể bù đắp những tổn thất, trong khi Kiev không thể huy động đủ binh sĩ mới để bù đắp tổn thất và tạo lực lượng dự bị. Quy định nhập ngũ mới sẽ chỉ bắt đầu có tác động vào cuối mùa hè vì các tân binh trước tiên phải trải qua quá trình đào tạo. Tuy thừa nhận tình thế khó khăn của Ukraine, song ông Pieswetter tin rằng Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng. Ông cũng cảnh báo, bất cứ sự trì trệ nào trong hoạt động viện trợ của Đức và các nước dành cho Ukraine đều sẽ khiến chiến thắng đó của Ukraine trở nên khó khăn hơn và cái giá phải trả đắt đỏ hơn. Trong khi đó, thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức và thành viên Ủy ban Giám sát Tình báo Quốc hội, ông Ralf Stegner cho rằng, về bản chất, đánh giá của cơ quan tình báo là chính xác và phù hợp với những gì tôi biết. Theo ông Stegner, cuộc phản công không như kỳ vọng của Ukraine năm ngoái cho thấy phương Tây có thể và nên ngăn chặn sự thất bại của Ukraine, nhưng không thể đảm bảo một chiến thắng cho họ. Ông nhận định, bất cứ ai tiếp tục yêu cầu vũ khí A được giao nhanh hơn và vũ khí B được giao với số lượng lớn hơn nữa là đang theo đuổi ảo tưởng. Ông Stegner lý giải, việc tăng liều liên tục khi thuốc không đúng tác dụng là không thuyết phục. Ông tin rằng câu chuyện về sự kháng cự vô vọng của Ukraine chỉ có thể khắc phục khi khẩu hiệu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Ukraine sẽ được giúp đỡ chừng nào cần thiết, thay thế bằng cách tiếp cận toàn diện. Ví dụ, Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các cơ sở sản xuất, nhà kho và điểm trung chuyển trên lãnh thổ Nga. Theo ông, phương Tây nên dỡ bỏ những làn danh đỏ và thúc đẩy nhanh hoạt động sản xuất quân sự. Đức và các nước phương Tây đã viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây hơn 2 năm. Về cơ bản, các nước này buộc Ukraine phải cam kết không dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga do lo ngại leo thang xung đột và đối đầu trực tiếp với Nga. Gần đây, một số nước phương Tây, trong đó có Anh, dường như nới lỏng hạn chế đó đối với Kiev. Nga cho rằng những động thái này của phương Tây là nguy hiểm, đồng thời cảnh báo hậu quả mà họ có thể đối mặt. Mới đây, tờ Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay Hungary được cho đang chặn luật cho phép EU chuyển lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga khi xung đột Ukraine leo thang hơn 2 năm trước, trong đó có 280 tỷ đô la Mỹ ở EU. Vài ngày trước, EU đã đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga nhằm viện trợ quân sự cho Kiev. Khoản tiền nước này ước tính vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, năm nguồn tin nói với Financial Times rằng phía Hungary đã phản đối động thái trên. Nguồn tin nói, hiện tại Hungary chặn mọi thứ liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng, tình hình sẽ không thay đổi sớm nhất cho đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng tới. Trước đó, truyền thông phương Tây cho biết, Hungary dường như nhấn mạnh rằng số tiền lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga có thể được sử dụng vào bất cứ mục đích gì, ngoại trừ mua vũ khí cho Ukraine. Về phía mình, Nga chỉ trích kế hoạch của EU nhằm chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga cho Ukraine. Nga cáo buộc đây là hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra, bao gồm cả biện pháp pháp lý với động thái của EU. Hungary là thành viên NATO nhưng duy trì quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc cho phép vũ khí vào Ukraine đi qua lãnh thổ Hungary. Quốc gia này cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn Nga và chỉ đồng ý với các gói trừng phạt kinh tế sau khi đảm bảo một số miễn trừ và nhượng bộ nhất định cho Hungary. Trong tháng này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine và gọi kế hoạch này là một sứ mệnh điên rồ. Từng động mệnh danh là vũ khí giúp thay đổi cuộc chơi.
nhưng HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine dường như đã bị Nga bắt bài. Tàu Washington Post mới đây đưa tin, theo một tài liệu mật đánh giá vũ khí của Ukraine mà hãng tin Mỹ tiếp cận được, các hệ thống HIMARS mà Washington viện trợ cho Kiev đã hoàn toàn trở nên không hiệu quả do hệ thống gây nhiễu điện tử của Nga. Tài liệu cũng cho biết, Ukraine đã phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sử dụng nhiều loại vũ khí do Mỹ cung cấp, vì chúng gặp vấn đề liên quan tới việc định vị mục tiêu để tấn công. Chẳng hạn như Washington đề cập đến các loại vũ khí như đạn pháo dẫn đường bằng GPS Excalibur và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Đánh giá cho thấy, công nghệ trên Excalibur ở các phiên bản hiện tại đã mất đi tiềm năng. Triển khai loại đạn này trên chiến trường ở Ukraine đã làm mất đi danh tiếng của Excalibur như là loại vũ khí tấn công chính xác mục tiêu. Washington Post dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, HIMARS, vũ khí được xem là phao cứu sinh giúp Ukraine làm thay đổi cuộc chơi trong giai đoạn đầu chiến sự, nhưng giờ đây đã không còn là mối đe dọa lớn với Nga. Nguồn tin nói, Nga đã triển khai tác chiến điện tử, vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh và HIMARS trở nên hoàn toàn không hiệu quả. Theo tài liệu, nỗ lực gây nhiễu của Nga có thể khiến quả rocket trượt mục tiêu từ 15m trở lên. Vài ngày trước, truyền thông phương Tây tiết lộ rằng các quả bom lượn của Mỹ viện trợ cho Ukraine cũng liên tục bay trượt mục tiêu do tác chiến điện tử của Nga. Tuy nhiên, theo Washington Post, các hệ thống khác do phương Tây viện trợ cho Ukraine như tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa Attack của Mỹ ít bị ảnh hưởng hơn bởi nỗ lực gây nhiễu của Nga. Theo Defense One, gây nhiễu là một chiến thuật chi phí thấp vì thiết bị giá không quá cao và có thể tiêu diệt các loại đạn dược trị giá hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Hệ thống gây nhiễu của Nga hoạt động từ mặt đất, phóng ra một cụm sóng hình nón ngăn vũ khí đối thủ liên lạc với vệ tinh dẫn đường, khiến chúng bay chệch mục tiêu dự kiến. Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, Nga tiếp tục mở rộng việc sử dụng tác chiến điện tử và chúng tôi tiếp tục phát triển và đảm bảo rằng Ukraine có những năng lực cần thiết để tác chiến hiệu quả. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mike Nagata nói rằng Mỹ vẫn đang tụt hậu về khả năng tác chiến điện tử nếu so với Nga. Ông Nagata cho rằng khoảng cách giữa vị trí của Mỹ và các đối thủ ngày càng nới rộng trên nhiều khía cạnh. Ông kêu gọi Mỹ cần phải nỗ lực hơn nữa để giành lấy vị thế thống trị trong hoạt động tác chiến điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm ngoái rằng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine khi đó là tướng Valery Zaluzhny từng nhận định Nga đã chiếm thế thượng phong về tác chiến điện tử. Ông gọi tác chiến điện tử là chìa khóa chiến thắng. Tác chiến điện tử là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nhiều kỹ thuật như gây nhiễu, giả mạo thông tin mục tiêu. Gây nhiễu là tính năng đơn giản nhất khi thiết bị sẽ can thiệp vào tần số kết nối giữa vũ khí và hệ thống dẫn đường để chúng bị gián đoạn. Giả mạo thông tin mục tiêu là kỹ thuật phức tạp hơn khi gửi hàng loạt vị trí giả tới hệ thống định vị của vũ khí, làm cho vũ khí tấn công trạch mục tiêu. Tác chiến điện tử có thể được thực hiện bằng công nghệ chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng tác chiến điện tử rộng rãi, không chỉ để ngăn hỏa lực chính xác mà còn cả máy bay không người lái UAV. Trong nhiều năm qua, Nga được xem là cường quốc với tác chiến điện tử khi liên tục cải tiến khả năng trong lĩnh vực này. Đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng khi UAV đang tràn ngập các mặt trận và tác chiến điện tử được xem là biện pháp rẻ và hiệu quả nhất. Vì vậy, khi Mỹ gửi các vũ khí thông minh tới Ukraine, Nga thường sẽ mất vài tháng hoặc thậm chí vài tuần để có thể thích nghi. Điều này khiến cho độ chính xác của những vũ khí này thường giảm dần theo thời gian. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Vlas, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chịu thương vong bằng 1/8 so với Nga khi Moscow mở các mũi tiến công dồn dập vào Kharkov trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, cuộc đột phá của họ vào Kharkov xảy ra cách đây hơn 2 tuần với thương vong quân sự đạt tỷ lệ 8-1, nghĩa là cứ 1 người Ukraine so với 8 người Nga. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về số liệu này. Rất khó để một bên thứ ba xác minh thông tin do một bên trong cuộc chiến cung cấp, vì đó có thể là chiến thuật tâm lý. Trước đó, Nga đã mở các mũi tấn công trên diện rộng nhằm vào khu vực biên giới với Ukraine, trong một nỗ lực mà Moscow mô tả là tạo ra vùng đệm ngăn Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga đã giành được hơn 10 ngôi làng trong thời gian ngắn và Ukraine từng thừa nhận tình thế rất khó khăn. Ngày 24 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Kiev đang đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vị trí trên mặt trận Kharkov thông qua phản công và đã giành được thành công ở một số khu vực. Thông báo viết, hoạt động phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục và quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi các hành động tấn công của Nga. Tình hình vẫn khó khăn nhất ở các mặt trận Kupiansk, Pokrovsk, Kramatorsk và Kharkov. Phía Ukraine cho hay, trong ngày qua, 90 cuộc đụng độ đã diễn ra.
binh sĩ Ukraine đang đẩy lùi Nga và trên một số mặt trận, Kiev đang tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả. Nga đang cố gắng sử dụng ưu thế vượt trội về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Phía Ukraine nói, Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công sử dụng 3 tên lửa, 33 cuộc không kích sử dụng 47 quả bom dẫn đường và 224 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử. Nga cũng bắn khoảng 2.200 lần vào các vị trí của quân Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Trong khi đó, ngày 24 tháng 5, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát tác chiến ở các khu vực mà Nga đột kích trước đó ở phía bắc tỉnh Kharkov. Cùng ngày, quyền phó cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Ihor Prokhorenko cho hay Ukraine đã chặn đứng quân đội Nga ở Kharkov và bắt đầu phản công. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Akhanzeskoy ở Donetsk. Nga tuyên bố nhóm chiến đấu Tsent đã tấn công quân đội Ukraine tại một số ngôi làng ở Donetsk và đẩy lùi 3 cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu 410 quân nhân Ukraine. Phía Nga cũng cho biết thêm, lực lượng nước này đã bắn trúng một khẩu pháo M777 của Ukraine do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo Zyatsin-B và một pháo tự hành Acacia, cũng như một khẩu pháo D-20, một khẩu pháo M-STAR-B, 3 khẩu pháo D-30 và một khẩu pháo M-102 cũng bị phá hủy. Nga tuyên bố nhóm quân nhân chiến đấu Yuk đã tấn công 2 lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Ostroy và Konstantinovka ở Donetsk, loại bỏ hàng trăm binh sĩ đối thủ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 phương tiện khác. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Kênh Ryba đưa tin, ngày 25 tháng 5, lực lượng Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Kharkov, bao gồm cả việc đánh vào nhà kho của đơn vị của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR tại một trong những trung tâm mua sắm. Đổi lại, Kiev đã cố gắng tấn công các mục tiêu ở Krasnodar Krai trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Theo hướng Slobozhansk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Vovchansk và phía bắc Lipsy. Kiev tiếp tục bố trí lại lực lượng dự bị cho khu vực này từ các hướng, hậu phương khác. Theo hướng Kupiansk, Svatov, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát ở Berestovoy, tiến vào ranh giới làng. Theo hướng Donetsk, ở Krasnogorovka, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực xung quanh trường số 2 với các cuộc đụng độ đang diễn ra ở phía tây nhà máy vật liệu chịu lửa và ở vùng ngoại ô phía đông thành phố. Theo hướng Vremievka, ở Staromayorki, các nhóm xung kích của Nga đang phát huy thành công những ngày trước, tiến dọc theo vùng ngoại ô phía tây. Họ cũng đang tấn công ở phần phía nam của Urohani. Kênh Jeroman phân tích, trong khi mọi con mắt của phương Tây đều đổ dồn vào Kharkov và ăn mừng sự chậm lại của lực lượng Nga, thì Ukraine đã mất một số khu định cư ở các khu vực khác trong vài ngày qua. Do đó, chiến dịch tấn công Kharkov đã làm đúng những gì theo ý đồ đã định của Moscow. Nó buộc Kiev phải chuyển sự chú ý và điều động lực lượng từ tất cả các hướng sang khu vực đó, bao gồm cả các đơn vị UAV quan trọng. Giờ đây, ít nhất một hoặc thậm chí hai khu định cư trong các khu vực khác đã bị Nga kiểm soát và chúng ta sẽ thấy họ giành được nhiều lãnh thổ hơn trong những ngày và tuần tới. Kiev cũng sẽ phải ứng phó với cuộc khủng hoảng này và sau đó rất có thể Nga sẽ tiếp tục tiến về phía Bắc hoặc thậm chí mở một mặt trận khác như Sumy hay Zaporizhia chẳng hạn. Việc Kiev phải cắt giảm lực lượng ở các tuyến khác cũng là bằng chứng cho việc họ không có nguồn lực dự trữ chiến lược, thậm chí là không có cả dự trữ hoạt động thông thường. Vì thế, Ukraine hoàn toàn rơi vào thế bị động chiến lược. Nga đã không thay đổi chiến thuật cuộc chiến tiêu hao bằng cách tấn công vào tất cả các tuyến theo mức độ khác nhau, nhưng sẽ đột ngột thay đổi động lực sau khi một số tuyến sụp đổ. Tốc độ tiến công của Nga đang gia tăng ở Donetsk. Kênh Ridovka đưa tin, trong quá trình bảo vệ Chasovia, lực lượng Ukraine đã có sai lầm chiến thuật nghiêm trọng dẫn tới hậu quả không thể khắc phục được. Bên cạnh đó, Nga giành quyền kiểm soát Akhanzenskoy và phá hủy thiết bị phương Tây bằng pháo binh. Đồng thời với sự thành công đang diễn ra ở Krasnogorovka, quân đội Nga tiếp tục nghiền nát lực lượng dự bị của Ukraine trong các trận chiến tích cực ở Chasovia. Nguyên nhân chính là do tính toán sai lầm của lực lượng Kiev khi chuyển quân dự bị ồ ạt từ Chasovia sang hướng Kharkov. Các đơn vị mới đến nơi buộc phải quay trở lại vùng ngoại ô thành phố, nhận thấy mình đang bị pháo binh Nga nã đạn liên tục. Xem xét các cuộc tấn công của lực lượng Moscow nhằm vào các tuyến đường sắt và các trung tâm hậu cần khác ở khu vực Kharkov, phá hủy không chỉ thiết bị mà còn cả nhân sự khiến Kiev tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Ukraine đang tự làm suy yếu quân đội của mình khi phát động các cuộc phản công vô nghĩa. Quân đội Nga đang tích cực loại bỏ hàng loạt vũ khí trang bị hiện đại của phương Tây trên hướng Kharkov. Theo hướng Donetsk, Nga đã quét sạch tàn quân đối phương khỏi ngôi làng Akhanzeskoy nằm trên đường tiến quân tới Novo Alexandrovka. Cuộc tấn công cũng đang phát triển gần Ocheretino. Đầu cầu vững chắc và rộng lớn này sẽ cho phép lực lượng Moscow chọn hướng thuận lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo. Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực là Vladimir Rogov nói với RIA Novosti rằng quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát đối với làng Rabotino theo hướng Orekhov thuộc mặt trận Zaporizhia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhóm quân Dnipro đã kiểm soát hoàn toàn làng Rabotino ở vùng Zaporizhia vào giữa tháng này, đẩy quân Ukraine ra khỏi đó. Ông Rogov nói,
quân đội của chúng tôi tiếp tục phát triển thành công trên hướng Orekhov, đẩy lùi đối phương. Sau khi kiểm soát Rabotino, các binh sĩ của chúng tôi đã mở rộng vùng kiểm soát ra vùng ngoại ô phía Bắc. Rabotino là một ngôi làng ở tiền tuyến. Chính quyền Kiev coi đây là thành tựu chính trong cuộc phản công hè thu năm ngoái. Để kiểm soát được ngôi làng này, Ukraine đã đưa vào chiến đấu các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện từ lực lượng dự bị chiến lược. Kênh RV Voenkory công bố đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công của nhóm thiết giáp thuộc lữ đoàn số 5 của Nga ở Krasnogorovka, thành phố nằm giữa Marinka và Donetsk. Theo đó, các phương tiện bọc thép và binh sĩ Nga tấn công các vị trí của Ukraine ở phía đông Krasnogorovka. Việc đổ bộ đang được thực hiện tại một dãy nhà cao tầng trên đường phố mang tên Liên Xô. Các nhà phân tích ghi lại tiến độ phát triển trong đô thị của lực lượng Moscow lên tới 400m. Các nhà phân tích tại GUR viết, cuộc giao tranh trong thành phố vẫn tiếp tục. Có những trường hợp có quân lính Nga ở tầng 1 của ngôi nhà và binh sĩ Ukraine ở tầng 2. Kênh Military Summary đưa tin, tại Kharkov, một số quả bom lượn FAB đã tấn công, đánh sập một phần trung tâm mua sắm. Gần Lipsy, Ukraine đã tập trung 7 lữ đoàn, cho thấy cuộc phản công có thể bắt đầu trong những ngày tới. Ở Vovchansk, có vẻ như lực lượng Kiev đang đẩy lùi người Nga và giành lại lãnh thổ. Làng Ivanovka đã bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Trong khi đó, cường độ hoạt động ở Chasovya và khu vực xung quanh vẫn ở mức cao. Tại Krasnogorovka, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm thành phố, khiến Ukraine phải thiết lập các vị trí phòng thủ ở phía tây bắc thành phố để đề phòng binh lính Nga có thể kiểm soát. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 26 tháng 5, cảnh báo không kích được công bố ở Kiev và tất cả các vùng của Ukraine. Trước đó, không quân Ukraine thông báo, tối 25 tháng 5, quân đội Nga đã tung UAV Sa'ed tấn công khắp Ukraine. Sau đó, máy bay ném bom chiến lược cũng cất cánh từ sân bay Olenia của Nga. Vào lúc 2 giờ 28 phút sáng 26 tháng 5 theo giờ địa phương, không quân Ukraine báo cáo rằng có thể đã phát hiện các vụ phóng tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược. Tiếp theo, từ 2 giờ 50 đến 4 giờ 03, liên tiếp xuất hiện cập nhật cảnh báo tên lửa ở Kiev, Chernigov, Sumy, Zhytomyr, Khmelnytsky, Starokonstantinov. Vào lúc 4 giờ 19 ngày 26 tháng 5, không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa mới nhất cho biết tên lửa hành trình ở vùng Teknopil đã thay đổi hướng di chuyển về phía Ivano-Frankivsk. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, tính đến 23 giờ ngày 25 tháng 5, số vụ đụng độ tại mặt trận trong 24 giờ qua tăng lên 110. Quân đội Nga tấn công về mọi hướng, mạnh nhất ở Poprovsk. Báo cáo có đoạn, từ đầu ngày đến nay đã xảy ra 110 cuộc đụng độ, đối phương tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 8 quả đạn và 34 cuộc không kích 49 bom KAB trên lãnh thổ Ukraine, sử dụng 381 UAV cảm tử. Nga còn thực hiện 2.433 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine và khu dân cư bằng nhiều loại vũ khí. Ngày 25 tháng 5, 13 cuộc giao tranh đã diễn ra trên hướng Kharkov. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và ném bom Kharkov bằng bom dẫn đường. Đối phương đã tiến hành 3 đợt tấn công bằng tên lửa, sử dụng 6 quả bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư, có người thiệt mạng, bị thương và mất tích. Báo cáo cho hay, giao tranh theo hướng Kharkov vẫn đang diễn ra tại các khu định cư Netkuchnoi và Starissa. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Sevesky, Kramatorsk, Pokrovsk, Kurakhov, Vremovsk, Orekhov và Dnipro. Binh lính Ukraine gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga và tích cực sử dụng vũ khí, hỏa lực chống lại quân nhân và thiết bị của đối phương. Báo cáo viết, theo một số hướng nhất định, các biện pháp đang được thực hiện để cải thiện tình hình chiến thuật. Ngày 25 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn làng Akhanzenskoy, phía tây bắc Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm Tsentr tác chiến tích cực và đã kiểm soát làng Akhanzenskoy, Donetsk. Các đơn vị Nga đẩy lùi 3 đợt phản công của lực lượng Ukraine trên mặt trận Donetsk, gây ra tổn thất cho một số đơn vị đối phương trong khu vực. Ukraine đã tổn thất hàng trăm binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe cơ giới trong các trận giao tranh nói trên. Lực lượng Nga phản pháo phá hủy một số pháo kéo và pháo tự hành của đối phương, trong đó có một khẩu M777 và một tổ hợp 2S3 Acacia của Ukraine. Akhanzenskoy nằm ở phía tây bắc thành phố Avdiivka và gần làng Ocheretino, nơi lực lượng Nga kiểm soát hồi đầu tháng này sau chiến dịch tiến công chớp nhoáng lợi dụng sai lầm trong hoạt động luân chuyển quân của Ukraine. Tại Kharkov, các đơn vị thuộc cánh quân phía bắc Sevek tiếp tục thọc sâu vào phòng tuyến của đối phương, đẩy lùi 2 đợt phản công gần Vovchansk và Glubokoy, gây tổn thất về nhân lực và trang bị cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổn thất của Ukraine tại khu vực lên tới hàng trăm binh sĩ và 3 phương tiện cơ giới. Lực lượng Nga đã phá hủy một pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức, một pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 2 lựu pháo D-30, một pháo chống tăng MT-12, một pháo phản lực RM-70 Vampire của Séc và một tổ hợp BM-21 Grad.
những bước tiến lớn nhất của Nga trong năm nay diễn ra ở phía đông bắc Ukraine, gần thành phố Kharkov, nơi Moscow vừa mở mặt trận mới khoảng 2 tuần trước và kiểm soát các khu định cư mà Ukraine từng giải phóng vào mùa thu năm 2022. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công mới gồm hai phần, đó là kéo giãn lực lượng vốn đã lép vế hơn nhiều của Ukraine để cho phép Nga xuyên thủng hàng phòng thủ của Kiev dễ dàng hơn ở những nơi khác, và đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới để ngăn chặn họ tấn công các thị trấn và thành phố của Nga bằng pháo binh. Nga đã tiếp tục tấn công vào các ngôi làng ở ngoại ô Kharkov và cũng tăng cường các cuộc không kích vào chính thành phố này. Hôm 23 tháng 5, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov của Ukraine là Oleksiy Nihubov cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một nhà máy in đã khiến nhiều người thương vong. Hiện tại, quân đội Ukraine đã điều động các lữ đoàn tinh nhuệ đến Kharkov và dường như đã cản trở bước tiến của Nga ở khu vực. Tuy nhiên, lực lượng Nga hiện đã giành quyền kiểm soát hơn 100 km vuông lãnh thổ trong khu vực, trong đó có khoảng 10 khu định cư. Cuộc tấn công của Nga đã buộc hàng nghìn người dân phải vượt qua thử thách mà họ từng phải chịu đựng ở giai đoạn đầu cuộc chiến, đó là chạy trốn quân đội Nga đang tấn công và chứng kiến những ngôi làng bị phá hủy bởi các cuộc oanh tạc. Gần 11.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực Kharkov chỉ trong khoảng 2 tuần qua. Trung Quốc và Brazil mới đây đã cùng nhau đưa ra kêu gọi giảm leo thang cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề xuất tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm tại Ukraine. Lời kêu gọi này được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil, ông Celso Amorim tại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Đề xuất về một hội nghị hòa bình quốc tế để làm trung gian chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến đầu tiên của Bắc Kinh kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Ngoài ra, đề xuất chung cũng đưa ra các biện pháp như trao đổi tù nhân, viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị xung đột và bảo vệ dân thường. Trong tuyên bố, Brazil và Trung Quốc cũng mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình khác. Hai nước cũng khẳng định sự phản đối với việc sử dụng vũ khí hạ gục hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học, sinh học trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 24 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng ưu tiên cấp bách của Bắc Kinh là làm dịu tình hình và tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn nhấn mạnh, nhiều nước đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc, Brazil, và kêu gọi duy trì quan điểm khách quan và công bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả chúng tôi đều phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa và hy vọng xây dựng được đồng thuận quốc tế để tìm ra nền tảng chung sâu rộng nhất nhằm khôi phục hòa bình. Cho đến nay, Moscow và Kiev vẫn chưa có phản hồi về đề xuất chung của Trung Quốc và Brazil. Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban châu Âu cũng chưa đưa ra bình luận. Năm ngoái, Trung Quốc và Brazil đã ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, một khái niệm từng được Moscow và Bắc Kinh đề xuất nhưng bị Kiev từ chối. Ngày 24 tháng 5, bốn quan chức cấp cao của Nga đã chia sẻ với Reuters rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn công nhận các đường biên giới hiện tại. Ngay sau khi rộ lên thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại để đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời khẳng định Moscow không muốn xung đột vĩnh viễn. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng việc Tổng thống Putin bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga là nỗ lực nhằm chuẩn bị cho việc đặt nền kinh tế nước này vào tình thế xung đột lâu dài. Theo Reuters, hai nguồn tin của hãng cho biết Tổng thống Putin có quan điểm rằng những gì đạt được trong cuộc chiến cho đến nay đã đủ để tuyên bố chiến thắng cho người dân Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định một lệnh ngừng bắn hay thậm chí là các cuộc đàm phán hòa bình vẫn còn rất xa vời trong bối cảnh hiện tại khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần nói rằng hòa bình theo các điều kiện của Tổng thống Putin là điều không thể chấp nhận đối với Ukraine. Ông tuyên bố Ukraine sẽ giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Ông Zelensky đã ký một sắc lệnh vào năm 2022, loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin. Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định rằng Nga đang tuyển dụng tình nguyện viên để phục vụ theo hợp đồng và không cần huy động thêm quân. Ông bác bỏ thông tin của Financial Times về việc Moscow đang lên kế hoạch huy động thêm quân. Financial Times trước đó đã dẫn một số nguồn tin cho rằng Moscow sẽ cần huy động thêm quân để duy trì lực lượng và phát động một cuộc tấn công mới ở Ukraine vào mùa hè này. Theo nguồn tin được cho là thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, một làn sóng huy động một phần mới sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ông Peskov đã phủ nhận thông tin này và cho rằng Financial Times không nắm bắt được thực tế. Ông tuyên bố, Financial Times khó có thể hiểu được bức tranh thực tế. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang tích cực tuyển dụng những tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ theo hợp đồng. Quá trình này vẫn diễn ra hàng ngày. Và Tổng thống Vladimir Putin
đã tuyên bố theo tình hình quân đội của chúng tôi, không cần huy động thêm quân nữa. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng Nga có kế hoạch huy động thêm 300.000 quân sớm nhất vào ngày 1 tháng 6. Về điều này, ông Peskov khẳng định rằng thông tin đó không đúng sự thật. Nga đã tiến hành một đợt huy động quân một phần vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đợt huy động này đã gọi 300.000 binh sĩ, chủ yếu là những người có kinh nghiệm quân sự. Sau đó, việc tuyển quân tiếp theo đã được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết Nga không có kế hoạch tiến hành đợt huy động quân thứ hai. Ông nhấn mạnh số lượng tình nguyện viên đã vượt qua mong đợi. Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trên 100.000 công dân Nga đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm. Trong khi đó, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số do nhiều trở ngại. Tháng trước, Kiev đã thông qua luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, mở rộng quyền nhập ngũ và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đầu tháng này, Ukraine cũng thông qua đạo luật ân xá cho một số tù nhân để khuyến khích họ nhập ngũ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng ở tiền tuyến. Ngày 25 tháng 5, hãng tin RIA Novosti dẫn lời nghị sĩ Nga Mikhail Sheremet cho biết, lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc dỡ bỏ các hạn chế Ukraine tấn công bằng vũ khí phương Tây vào các mục tiêu của Nga xuất phát từ sự điên rồ của cuộc xung đột và mong muốn làm tổn thương Nga mà không cân nhắc đến hậu quả thảm khốc có thể xảy ra cho người dân các nước phương Tây. Ông Sheremet nhận định, Tổng thư ký NATO đang làm mọi cách để xung đột ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn và biến châu Âu thành một thùng thuốc súng. Trước đó cùng ngày, có thông tin nhận định ông Stoltenberg đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế tấn công bằng vũ khí phương Tây vào các mục tiêu của Nga. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng các nước thành viên NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Đại diện chính quyền Crimea, ông Joe Seminov lưu ý rằng lời kêu gọi dỡ bỏ hạn chế tấn công trên lãnh thổ Nga của ông Stoltenberg không gì khác hơn là một nỗ lực nhằm đe dọa Nga. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 5, trên tờ báo Đức Welt am Sonntag, ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không sử dụng hệ thống phòng không của mình để hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Ông nhấn mạnh NATO sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Ông cũng lưu ý, NATO sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc điều phối hỗ trợ cho an ninh và huấn luyện của Ukraine. Điều này đòi hỏi các cam kết tài chính lâu dài. Ông nói thêm, chúng ta phải gửi thêm vũ khí và đạn dược tới Ukraine, gồm hệ thống tên lửa phòng không và vũ khí tầm xa. Ông Stoltenberg cũng chỉ ra rằng, các đồng minh nên có kế hoạch bổ sung kho quân sự của mình và tăng cường sản xuất vũ khí, đạn dược. Ngày 24 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ bên ngoài khu vực chiến sự, tấn công cả cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư. Ngày 22 tháng 5, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm Góc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho rằng, những tuyên bố cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ là cố tình làm gia tăng leo thang ở Ukraine. Đây là quan điểm hoàn toàn vô trách nhiệm. Ngược lại, ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ không khuyến khích việc sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga, nhưng Kiev phải tự quyết định hành động của mình. Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh hoạt động quân sự của Liên bang Nga nhằm bảo vệ Donbass. Hoạt động này được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố ngày 24 tháng 2 năm 2022, sau khi tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do quân đội Ukraine được cho là đã pháo kích. Giữa tháng này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép một số tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột leo thang với Nga. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Denis Malushka, phía Kiev đã huy động gần 350 tù nhân vào quân đội của nước này theo một chương trình mới cho phép tạm tha để đổi lấy việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Malushka tiết lộ hơn 4.300 tù nhân đã nộp đơn xin gia nhập quân đội. Theo ông Malushka, hầu hết các đơn đăng ký đang được tòa án xem xét và nói thêm, nước này dự kiến sẽ huy động tăng cường lên tới 20.000 người thông qua kế hoạch gọi nhập ngũ tù nhân. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa nhận, việc gọi nhập ngũ tù nhân giúp giảm bớt tình trạng thiếu quân nhân trên tiền tuyến, cũng như đối phó với những khó khăn trong việc tuyển quân nói chung từ dân thường. Ukraine đã thông qua luật cho phép một số tù nhân được tạm tha nếu họ nhập ngũ vào đầu tháng này. Theo luật, cơ chế này sẽ có hiệu lực chừng nào đất nước vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật.
luật sẽ chỉ có hiệu lực dành cho những người còn án tù kéo dài không quá 3 năm và không mắc các tội nghiêm trọng, tội liên quan tới an ninh quốc gia. Các nhà lập pháp và quan chức cấp cao bị bỏ tù vì tham nhũng cũng không được gọi nhập ngũ. Theo thủ tục, các tù nhân sẽ có thể viết đơn xin nhập ngũ trong trại giam, trải qua cuộc kiểm tra y tế trong nhà tù, sau đó họ sẽ được đưa đến trung tâm tuyển quân. Các tù nhân sẽ được kiểm tra quân y và đánh giá trạng thái tâm thần. Các đơn vị quân đội sẽ quyết định xem họ có sẵn sàng huy động tù nhân hay không. Các tù nhân được kiểm tra tại Ủy ban quân y và xin phép chỉ huy đơn vị quân đội. Sau đó hồ sơ về các trường hợp cụ thể sẽ được gửi tới tòa án. Chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch trong thời gian qua. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Ukraine đã đẩy mạnh cải tiến hoạt động tuyển quân để đối phó với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng trên tiền tuyến trước đà tiến dồn dập của Nga. Quy định huy động mới của Ukraine sẽ áp dụng các hình phạt nặng đối với những hành vi trốn quân dịch và yêu cầu nam giới trong độ tuổi chiến đấu phải báo cáo dữ liệu cá nhân của họ cho các trung tâm nghĩa vụ quân sự. Ukraine cũng đã giảm độ tuổi huy động từ 27 xuống 25 và thay đổi các tiêu chí về kiểm tra y tế nhằm mở rộng nhóm tân binh tiềm năng. Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhận định nỗi lo sợ Nga tấn công tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vô căn cứ và Moscow cũng khó có thể đánh bại phương Tây. Ông Orbán nói, tôi không cho là hợp lý để nghĩ rằng Nga, quốc gia chỉ đánh bại Ukraine, lại có thể đánh bại toàn bộ phương Tây. Khả năng điều này xảy ra là quá mong manh. Theo ông Orbán, quân đội Nga đang gặp khó khăn trong xung đột với Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary nói, nếu Nga đủ mạnh để hạ gục Ukraine trong một đòn, họ đã làm vậy rồi. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh khả năng quân sự của NATO vượt xa Ukraine, do đó khó có khả năng Nga hay bất kỳ quốc gia nào sẽ tiến hành cuộc tấn công vào liên minh. Ông nói những lo ngại về khả năng Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO nào đều là vô căn cứ. Theo ông Orbán, việc liên tục đề cập tới mối đe dọa từ Nga là khúc dạo đầu cho nỗ lực can dự sâu hơn của phương Tây vào xung đột Ukraine. Hungary là thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO, song từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Budapest cũng từ chối kế hoạch hỗ trợ Ukraine dài hạn của NATO, gọi đây là sứ mệnh điên rồ. Thủ tướng Hungary cho biết, nước này đang xem xét điều chỉnh định nghĩa về tư cách thành viên trong NATO để không phải tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ liên minh. Mối quan hệ giữa Budapest và Washington gần đây cũng trở nên căng thẳng vì Hungary trì hoãn phê duyệt đơn xin gia nhập liên minh NATO của Thụy Điển, cũng như mối quan hệ nồng ấm giữa ông Orbán và chính quyền ở Moscow bất chấp xung đột Ukraine. Thủ tướng Orbán, nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU và 32 thành viên NATO. Ông Orbán từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải mối đe dọa an ninh với Budapest. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng một lần nữa giải thích lý do nước này không thể cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Thủ tướng Scholz nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, mỗi quyết định nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Đức ủng hộ các nỗ lực phòng thủ của Ukraine, nhưng không muốn tình hình leo thang thành một cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với châu Âu và toàn thế giới nếu điều đó xảy ra. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhắc lại rằng viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine đã lên tới 28 tỷ euro. Trước đó, Berlin cam kết cung cấp thêm một hệ thống Patriot nhằm thúc đẩy các quốc gia khác tăng cường viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Scholz lại một lần nữa tuyên bố phản đối gửi tên lửa Taurus cho Ukraine, vì điều đó có nghĩa là binh lính Đức sẽ phải giúp Ukraine đặt mục tiêu cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác. Ông nói, điều này là không thể nếu bạn không muốn trở thành một bên tham gia xung đột, nhưng vẫn muốn tiếp tục là nhà tài trợ lớn nhất của châu Âu. Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp cho nước này tên lửa Taurus từ khá lâu. Những tên lửa này được coi là tương tự với tên lửa Storm Shadow mà Anh cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa Taurus có thể bay xa hơn Storm Shadow lên tới 500 km. Thủ tướng Đức đã liên tiếp bác bỏ việc chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine. Theo ông, để sử dụng những tên lửa này được hiệu quả, quân nhân Đức phải tham gia, và đây là ranh giới mà ông không muốn vượt qua. Chủ đề này lại được nêu ra sau khi Mỹ quyết định phân bổ một gói viện trợ khác cho Ukraine. Dù vậy, ông Scholz vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm của mình và nói rằng không có ý định thay đổi quyết định. Taurus là tên lửa hành trình do Đức, Thụy Điển cùng hợp tác sản xuất, có tầm bắn hơn 500 km. Vượt xa khả năng của các tên lửa khác của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng. Storm Shadow của Anh cùng với Scalp tương đương của Pháp có tầm bắn lên tới 250 km, trong khi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Attack
được Mỹ chuyển giao cho Ukraine chỉ có thể bay được khoảng 160 km. Với lợi thế này, Taurus sẽ giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu hơn ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và trên lý thuyết cũng có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Sau khi phóng, quả đạn bay ở độ cao 35 mét khiến radar khó phát hiện và giúp nó vượt qua các hệ thống phòng thủ. Taurus được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất và được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc, bao gồm các sở chỉ huy và cầu của đối phương. Cầu Crimea, tuyến đường cung cấp và vận chuyển quan trọng cho lực lượng Nga tới Crimea và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát khác, có thể trở thành mục tiêu nếu Kiev được trang bị loại vũ khí này. Cây cầu Crimea dài 19 km từng bị tấn công bởi xuồng không người lái hải quân Sea Baby do Ukraine sản xuất. Chuyên gia công nghệ tên lửa Fabian Hoffman tại Đại học Oslo Na Uy cho biết, Taurus là hệ thống vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây để đánh sập các cây cầu. Vì vậy, trên lý thuyết, nếu Ukraine muốn đánh sập cầu cớt, thì Taurus sẽ là hệ thống vũ khí lý tưởng để làm điều đó. Được trang bị đầu đạn tinh vi, Taurus có thể được lập trình để phát nổ sau khi bắn trúng một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như bong ke, và có thể xuyên qua nhiều lớp vật cản trước vụ nổ cuối cùng để gây sát thương tối đa. Đức được cho là có khoảng 600 tên lửa tầm xa Taurus, 150 trong số đó đã sẵn sàng triển khai. Ukraine không sở hữu những loại máy bay phương Tây có thể mang tên lửa Đức. Theo tập đoàn chế tạo vũ khí MBDA, Taurus có thể dễ dàng thích nghi với các máy bay chiến đấu F-16 sắp được triển khai ở Ukraine hay Gripen, một loại máy bay Thụy Điển đang được xem xét chuyển giao và đã được các phi công Ukraine thử nghiệm thành công. Các chuyên gia tin rằng Taurus khó có thể thay đổi cuộc chơi và Ukraine cần nó chủ yếu để bổ sung kho vũ khí tầm xa của mình. Ông Hoffman nói, Storm Shadow, Scarp Eagle, sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ cạn kiệt. Taurus là một tên lửa hành trình đầy uy lực khác mà người Ukraine có thể sử dụng để mở rộng khả năng tấn công tầm xa của mình. Đây là một lợi thế chính. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Cameron đã đề xuất ý tưởng trao đổi vòng tròn, có nghĩa là London cung cấp thêm cho Ukraine tên lửa Storm Shadow để đổi lấy việc Đức bổ sung vào kho tên lửa tầm xa của Anh. Trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng việc hoán đổi sẽ là một lựa chọn, thì Thủ tướng Scholz lại bác bỏ ý tưởng này. Người đứng đầu tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, ông Zhuborisov mới đây cho biết, nước này đã đưa ra đề xuất hệ thống giám sát không gian toàn cầu. Ý tưởng được nhắc đến trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, tập hợp những người đứng đầu cơ quan vũ trụ của các quốc gia nhóm BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ông nói, Nga đề xuất tạo ra một hệ thống giám sát không gian toàn cầu nhằm xác định các mối đe dọa từ các vật thể tự nhiên và nhân tạo ngoài không gian như các mảnh vụn, tiểu hành tinh và các quốc gia rất quan tâm đến đề xuất. Ông Borisov cũng cho rằng nếu có thể xây dựng được hệ thống giám sát này, phạm vi sẽ không chỉ giới hạn ở các quốc gia BRICS vì đây là công việc đòi hỏi sự nỗ lực chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ông nhấn mạnh, chúng ta chỉ có thể xây dựng một hệ thống như vậy như một hệ thống toàn cầu vì sẽ cần rất nhiều cảm biến trên mặt đất cũng như các thiết bị ngoài không gian để đảm bảo thông tin chính xác trong trường hợp cần ra quyết định về nguy cơ chạm trán với bất kỳ vật thể nguy hiểm nào. Hệ thống dự kiến bao gồm môi trường thông tin chung, trong đó các bên sẽ đóng góp dữ liệu từ các cơ sở quốc gia, nhận lại quyền truy cập vào dữ liệu tổng hợp từ toàn bộ dự án. Quan chức Nga cũng khẳng định, sự kiện hội nghị là một cột mốc quan trọng đối với nhóm BRICS trong lĩnh vực hợp tác không gian. Các quốc gia thành viên của BRICS dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào tháng 9 sắp tới. Tái khẳng định cam kết của nhóm, việc khám phá không gian một cách hòa bình và phản đối việc quân sự hóa trên môi trường này. Ông nói thêm, hầu hết tất cả các bên tham gia diễn đàn của chúng tôi đều đã xác nhận đưa ra cam kết như vậy. Hồi đầu tháng 2 năm nay, tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos tiết lộ dự định phóng hơn 40 tên lửa vũ trụ vào năm 2024, lần đầu tiên sau 30 năm. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng các quan chức cấp cao của nước này đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, càng thúc giục, ông càng không thấy có sự hỗ trợ nào. Hồi cuối tháng 3 năm 2024, ông Zelensky tiết lộ Ukraine cần ít nhất 5 hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đến tháng 4 năm 2024, sau các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông Zelensky đã tăng yêu cầu lên 7 tổ hợp Patriot. Tháng 5 năm 2024, nhà lãnh đạo Kiev tiếp tục yêu cầu thêm 2 hệ thống Patriot nữa để bảo vệ Kharkov. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có hệ thống Patriot nào được chuyển đến Ukraine để đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Tổng thống Zelensky. Đức đã tăng cường hỗ trợ bằng cách cam kết cung cấp 1/3 trong số 11 hệ thống Patriot của mình.
họ cũng cố gắng thúc đẩy việc giao hàng từ các quốc gia khác. Đáng tiếc là không có quốc gia nào khác hưởng ứng sáng kiến này. Theo các nguồn tin tiếp cận được với các cuộc thảo luận tiết lộ với Politico, mặc dù các nhà lãnh đạo Đức đã dành cả tháng trời để thuyết phục các đối tác, các quốc gia châu Âu vẫn do dự trong việc cung cấp các hệ thống quan trọng này cho Ukraine. Lý do chính khiến các nước từ chối cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine là do họ thiếu các hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ chính đất nước của mình, dẫn đến lo ngại rằng quốc gia của họ không được bảo vệ đầy đủ. Các cuộc thảo luận quan trọng với các đồng minh được dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius. Trong khi kế hoạch của Đức bao gồm nhiều hệ thống phòng không khác nhau, các hệ thống của Mỹ đã chứng tỏ hiệu quả cao nhất, thậm chí bắn hạ cả vũ khí thần kỳ của Nga, tên lửa siêu thanh Kinzhan. Hơn nữa, lực lượng Ukraine đã được đào tạo bài bản về cách vận hành các tổ hợp này. Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh hệ thống phòng không là sự thiếu hụt lớn nhất của Ukraine. Chỉ một tuần sau, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng đưa ra nhận định tương tự ở Kiev, khẳng định rằng việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu. Bà Baerbock cho biết, Đức đã cam kết chi 1 tỷ euro để cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được nhu cầu cấp thiết về việc các hệ thống phải được chuyển giao ngay lập tức. Theo chuyên gia công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo Fabian Hoffmann, mỗi khẩu đội Patriot có giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, một yếu tố quan trọng khiến các nước phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gửi Patriot đến Ukraine. Ngoài ra, các nước cũng đang do dự vì không muốn làm giảm khả năng phòng không của mình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định rằng sẽ không cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã từ chối điều chuyển hệ thống của họ đến Ukraine, mặc dù Madrid đã đồng ý cung cấp tên lửa cho Kiev. Trong cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Romania hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Tổng thống Romania Klaus Iohannis đảm bảo rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với Hội đồng Quốc phòng tối cao của nước mình. Ông Iohannis cho biết, chúng tôi cần hiểu những gì chúng tôi có thể cung cấp và những gì chúng tôi có thể nhận lại. Nhưng chắc chắn một điều là việc để Romania không có hệ thống phòng không là không thể được. Thụy Sĩ, quốc gia đã đặt mua 5 khẩu đội Patriot từ Mỹ, không có ý định gửi các hệ thống này tới Ukraine. Theo tờ NZZ đưa tin vào đầu tháng 5 năm 2024, các cuộc thảo luận ở Bern đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Ngày 25 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, ông Andriy Sybiha, đã bày tỏ mong muốn Kiev sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh với Nhật Bản trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra vào tháng 7 tới. Thứ trưởng Sybiha cho biết, hơn 2 năm sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, để tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ukraine và Nhật Bản đang ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán về hiệp ước an ninh song phương. Ông Sybiha nói, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa để ký thỏa thuận trong thời gian ngắn trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 3 ngày, bắt đầu tại Washington, Mỹ vào ngày 9 tháng 7. Ông Sybiha cũng cho biết, Nhật Bản cùng với Anh, Canada, Pháp và 6 quốc gia khác sẽ ký kết thỏa thuận về một hiệp ước an ninh song phương với Ukraine và nhiều nước khác cũng dự kiến sẽ làm theo. Nhóm G7 cùng hàng chục quốc gia đã đồng ý tăng cường cam kết và thỏa thuận an ninh song phương dài hạn với Kiev trong tuyên bố chung ủng hộ Ukraine vào tháng 7 năm ngoái. Theo Hiệp ước An ninh, Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo và công nghệ năng lượng, tăng cường khả năng an ninh mạng của Ukraine và hợp tác chống lại thông tin sai lệch. Ông Sybiha bổ sung rằng Kiev đã nhận được 12,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính từ Tokyo kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine mong rằng Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên ký kết với vai trò là lãnh đạo trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh Kiev cần sự hỗ trợ quốc tế ngày càng tăng. Hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng kiểm soát thêm vùng đất mới ở phía đông bắc Ukraine gần Kharkov. Thứ trưởng Sybiha cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Tokyo vì đã ủng hộ sáng kiến xây dựng hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, được gọi là công thức hòa bình, dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình ở Ukraine lần đầu tiên diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Theo thông tin từ nguồn tin quen thuộc cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Vì Nhật Bản sở hữu chuyên môn và kinh nghiệm độc đáo thu được từ cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima năm 2011, Kiev hy vọng Tokyo sẽ dẫn đầu trong các cuộc thảo luận về các vấn đề an toàn hạt nhân tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Ông Sybiha nhấn mạnh rằng, việc tối đa hóa số lượng người tham gia là rất quan trọng
để hội nghị thành công, với hy vọng cao về sự tham gia của các nước mới nổi và đang phát triển, được gọi chung là Nam Bán Cầu. Ông CBH tiết lộ, Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên, nhưng có thể sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình với Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 sau cuộc họp G7 tại Ý. Tuy nhiên, Bloomberg mới đây đưa tin Tổng thống Mỹ Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều sẽ không có mặt tại sự kiện này. Thay vào đó, ông Biden sẽ tham gia một sự kiện gây quỹ tranh cử ở California, nơi dự kiến có sự hiện diện của các ngôi sao Hollywood như Saoirse Ronan, Julia Roberts và nhiều người nổi tiếng khác. Bloomberg nhận định, quyết định của ông Biden phản ánh việc ông đang tập trung nhiều hơn vào chiến dịch tranh cử, đặc biệt là bối cảnh ông cần vượt qua cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn đầu tại các bang quan trọng trước cuộc bầu cử. Thêm vào đó, nỗi lo cấp bách nữa là việc ông Trump lần đầu tiên làm lu mờ các nỗ lực gây quỹ của Biden vào tháng trước trong chu kỳ bầu cử hiện tại, khi ông huy động được 76 triệu đô la Mỹ so với 51 triệu đô la Mỹ của Biden. Theo thông tin từ Bloomberg, điều này cũng thể hiện sự bi quan đối với hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Khoảng 70 quốc gia dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này, bao gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nhiều nhà lãnh đạo khác. Tuy nhiên, Bloomberg cũng lưu ý rằng sự vắng mặt của Trung Quốc có thể khiến Tổng thống Zelensky thất vọng. Trung Quốc và một số quốc gia thuộc khu vực Nam Bán Cầu đã nhấn mạnh sự tham gia của Nga vào quá trình này. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh không muốn tương tác với Liên bang Nga cho đến khi họ thống nhất được một bộ nguyên tắc cho bất kỳ giải pháp hòa bình nào trong tương lai. Hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ ban đầu được xem là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu này. Các nhà tổ chức hội nghị đã thu hẹp lại tham vọng của họ và muốn tập trung vào một nhóm mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như an ninh hạt nhân và trao đổi tù nhân để mở rộng phạm vi tham gia. Tuy nhiên, Bloomberg cho biết những mục tiêu này không phù hợp với kế hoạch hòa bình của Ukraine, trong đó yêu cầu Nga rút quân và đảm bảo an ninh trong tương lai. Trước đó, có thông tin cho biết Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận liệu Tổng thống Mỹ Biden có tham dự hội nghị tại Thụy Sĩ vào tháng 6 hay không. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ông Biden có mặt tại hội nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kiev. Ông Blinken bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Zelensky và ông Biden sẽ có cơ hội gặp nhau trong những tuần tới, nhưng không đưa ra ngày cụ thể. Theo các phương tiện truyền thông, ông Zelensky cũng sẽ tới Ý để tham dự cuộc họp của G7. Nhận định về hội nghị hòa bình, nhà khoa học chính trị Ukraine Vasim Karasev cho biết, Washington hoàn toàn hiểu và đánh giá cao thực tế những gì có thể đạt được tại hội nghị này. Vì vậy, theo vị chuyên gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc bay qua Đại Tây Dương là không cần thiết, đặc biệt là khi ông có thể nhận nhiều chỉ trích ngay trước thềm cuộc bầu cử. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng không có mặt tại hội nghị ở Thụy Sĩ. Điều này có nghĩa là sẽ không bàn đến thỏa thuận ngừng bắn, nên cũng không có thỏa thuận hòa bình. Vì vậy, hội nghị này cũng không khác gì các cuộc họp bàn trước đây của phương Tây nhằm cung cấp viện trợ cho Ukraine. Do đó, các chuyên gia đặt câu hỏi tại sao ông Biden phải tham gia vào một hội nghị khi biết chắc chắn rằng nó sẽ không thành công và có thể gây ra những rủi ro chính trị ngay trước cuộc bầu cử. Chuyên gia Karasev nhận định rằng ông Biden sẽ hành động khéo léo và cơ quan báo chí của ông sẽ thông báo với công chúng rằng Tổng thống Mỹ không thể tham dự một sự kiện quan trọng như vậy vì lý do bất khả kháng, chẳng hạn như vấn đề sức khỏe. Theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đều không có mặt tại hội nghị ở Thụy Sĩ cho thấy mục đích đề ra của hội nghị lần này là vô cùng thiếu hợp lý khi nó vắng một trong hai chủ thể của thỏa thuận ngừng bắn và một bảo trợ cho một bên. Do đó, chắc chắn là những gì đạt được trong hội nghị đơn thuần là một kế hoạch trung gian, nó sẽ được chuyển trực tiếp cho Washington và chuyển gián tiếp cho Moscow thông qua truyền thông, bất kể là nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có muốn nghe hoặc xem nó không. Giới chuyên gia nhận định rằng cuộc gặp mặt phương Tây ở Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không đạt được kết quả gì. Một hội nghị hòa bình thực sự cho Ukraine chắc chắn sẽ chỉ thành công khi đáp ứng được một điều kiện tiên quyết là có sự tham gia của cả Nga và Mỹ. Ngày 24 tháng 5, Lầu Năm Góc thông báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Đồng Quân vào tuần tới bên lề một hội nghị an ninh cấp cao tại Singapore. Hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á, còn gọi là đối thoại Shangri-La, dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày từ ngày 31 tháng 5. Sự kiện này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Đồng Quân kể từ tháng 11 năm 2022, khi hai nước tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc. Hồi tháng 4 vừa qua, hai bộ trưởng đã tiến hành một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Trong cuộc họp này, hai bên đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 11 năm 2023 gần thành phố San Francisco. Thỏa thuận này giúp mở lại các cuộc hội đàm trực tiếp giữa quân đội hai nước ở nhiều cấp độ. Cùng ngày 24 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng Bộ trưởng Austin sẽ có một cuộc họp ba bên với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề đối thoại Shangri-La. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến đi thứ 10 của Bộ trưởng Austin tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác để hỗ trợ tầm nhìn chung của khu vực về hòa bình và ổn định. Sau khi tham gia hội nghị thường niên, Bộ trưởng Austin sẽ thăm Campuchia để gặp gỡ các quan chức cấp cao, sau đó sẽ tới Pháp để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day lịch sử, sự kiện đã đẩy lùi phát xít Đức khỏi bờ biển Pháp. Tại cảng Thiên Tân ở thành phố cùng tên phía Bắc Trung Quốc, cần cầu container tự động và các phương tiện vận tải không người lái hoạt động nhộn nhịp để vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa. Việc ứng dụng một loạt công nghệ tiên tiến như 5G, trí tuệ nhân tạo AI, lái xe tự động và điện toán đám mây đã giúp cảng Thiên Tân trở thành bến thông minh đầu tiên trên thế giới không phát thải carbon. Bến container thông minh Thiên Tân có vốn đầu tư khoảng 731 triệu đô la Mỹ. Theo giới chức cảng, chi phí xây dựng cảng thông minh tương đương với cảng truyền thống, nhưng hiệu quả mang lại vượt trội hơn. Cảng thông minh này đã tăng hiệu suất hoạt động của cần trục đơn lên hơn 40% và giảm chi phí lao động tới 60%. Cảng Thiên Tân đang phấn đấu trở thành cảng xanh và thông minh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của cụm đô thị Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Trong 10 năm qua, sản lượng container của cảng đã tăng từ 13 triệu TEU lên 22 triệu TEU, đưa cảng này trở thành một trong 10 cảng container bận rộn nhất thế giới. Cảng Ninh Ba, Chu San ở tỉnh Chiết Giang, cảng nhộn nhịp nhất thế giới về lượng hàng hóa thông quan, cũng đang thúc đẩy việc xây dựng cảng thông minh. Dự án giai đoạn 2 của khu vực cảng Mây San đã nâng công suất xếp dỡ container tại bến container Mây Đông lên 10 triệu TEU. Cảng Ninh Ba, Chu San đóng vai trò là cầu nối giữa các thương nhân ở tỉnh Chiết Giang với các khu vực khác của Trung Quốc và thị trường quốc tế. Tính đến cuối năm 2023, cảng này khai thác hơn 250 tuyến vận tải container quốc tế và dịch vụ vận tải liên phương thức, đường sắt, đường biển của cảng bao phủ 65 thành phố cấp tỉnh trên toàn Trung Quốc. Việc xây dựng bến container thông minh cũng đã biến cảng Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc thành cảng trẻ nhất thế giới, có sản lượng hàng hóa thông quan hàng năm hơn 500 triệu tấn. Cảng Nhật Chiếu đi vào hoạt động từ năm 1986, đã xây dựng các bến cảng thông minh chuyên bốc dỡ hàng hóa khô và container hoàn toàn tự động. Công ty điều hành cảng này hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng tích hợp. Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông vận tải và hậu cần thông minh thông qua việc xây dựng các cảng xanh và thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Trung Quốc hiện có 8 trong số 10 cảng bận rộn nhất thế giới về sản lượng hàng hóa và 7 trong số 10 cảng hàng đầu về sản lượng container. Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Vận tải Đường thủy Trung Quốc Liu Jansan nhận định rằng việc phát triển các cảng thông minh sẽ đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy quá trình mở cửa kinh tế của đất nước. Ngày 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm chào lửa Kharkov và thảo luận về tình hình cam go tại vùng đông bắc đất nước này. Trong thông điệp vừa đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelensky cho hay, tôi đã đến Kharkov nhận thông tin cập nhật về chiến dịch phòng thủ, đặc biệt là ở khu vực Vopchan, cũng như nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Thành phố Kharkov và tỉnh cùng tên xứng đáng nhận được sự ủng hộ, biết ơn và tôn trọng của tất cả mọi người. Tổng thống Zelensky đã họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao và thăm một địa điểm bị phá hủy trong đòn không kích của Nga trước đó một ngày. Đây là lần thứ hai ông Zelensky thăm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng hơn một tuần qua. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày quân đội Ukraine tuyên bố đã chặn đứng chiến dịch tiến công của Nga và đang bắt đầu phản công. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng cánh quân Bắc đã liên tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương ở Kharkov trong một tuần qua, tập kích nhân lực và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy cùng 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay 23 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các làng Klupokoe, Tikhoe, Lipsy và thành phố Vopchan. Trong một diễn biến khác cùng ngày 24 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích phương Tây vì chuyển giao vũ khí cho Ukraine khi nước này sử dụng chúng để tập kích các mục tiêu dân sự trong lãnh thổ Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh, các vũ khí của Mỹ đang được dùng để tấn công nhiều cơ sở khác nhau ở bên ngoài khu vực giao tranh. Chúng tôi ghi nhận thực tế là, các lực lượng Kiev đang sử dụng những khí tài do Mỹ và phương Tây cung cấp để bắn phá các mục tiêu trên lãnh thổ Nga,
chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cáo buộc phương Tây đang phát động cuộc chiến chống Nga, bất chấp những tuyên bố công khai rằng họ không khuyến khích hay ủng hộ việc Kiev dùng vũ khí viện trợ tập kích lãnh thổ Nga. Hiện giới chức Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây khác chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã trở thành khắc tinh khiến bom thông minh tầm xa GLSDB mới của Ukraine không thể đánh trúng mục tiêu đã định. Trong năm ngoái, Ukraine đã tìm kiếm các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn tên lửa dẫn đường phóng loạt GMLRS mà Mỹ cung cấp vốn có tầm bắn 70 km. Mục đích là để Kiev có thể tấn công, làm gián đoạn các đường tiếp tế và điểm tập kết của Nga. Theo đó, hãng Boeing đã cung cấp một loại vũ khí mới cho Lầu Năm Góc là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB với tầm bắn 161 km. GLSDB kết hợp động cơ tên lửa đẩy M-26 với bom thông minh GBU-38, biến nó thành vũ khí chiến thuật mặt đất dẫn đường chính xác được phóng các hệ thống pháo phản lực M-270 và HIMA. Ưu điểm của GLSDB là khả năng tấn công chính xác cao, sức phá hủy không thua kém tên lửa hành trình đắt tiền và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, chia sẻ với hãng tin Reuters, bà nguồn tin cho biết hệ thống định vị của GLSDB cho phép nó di chuyển vòng quanh các chướng ngại vật như núi và các hệ thống phòng không đã trở thành mục tiêu bị Nga gây nhiễu. Dù Boeing cho biết GLSDB có thể khắc phục một số hiện tượng gây nhiễu, nhưng một trong những nguồn tin khẳng định Boeing sẽ phải mất nhiều tháng để cải tiến. Hiện hãng Boeing và giới chức Ukraine chưa lên tiếng bình luận. Trên thực tế, GLSDB là sản phẩm liên danh giữa hãng Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển. Loại bom này được phát triển trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra nguồn năng lượng khổng lồ được truyền vào một khu vực lấn át tín hiệu của các thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để phá tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cung cấp cho Kiev. Từ đầu năm nay, Ukraine đã sử dụng GLSDB. Tuy nhiên, các chuyên gia từng cho hay loại bom này không hoạt động tốt trong vùng xung đột do phải đối mặt với các thiết bị gây nhiễu của Nga. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK có tầm bắn lên tới 300 km. Chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông Tom Caraco nhận định, việc gây nhiễu trên chiến trường ở Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Lính Ukraine đã lắp lưới thép và giáp phản ứng nổ còn tăng 1 lên xe tăng Abrams để tăng khả năng sống sót trước UAV Nga. Theo đó, hôm 14 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams số hiệu 206 thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine tại khu vực chưa xác định, đánh dấu lần đầu tiên xe tăng Abrams Ukraine được lắp tấm lưới thép và giáp phản ứng nổ RA còn tăng 1. Trong ảnh, toàn bộ tháp pháo xe tăng được phủ kín bằng các tấm lưới thép gắn trên khung được hàn vào mặt ngoài vỏ giáp, trong khi mũi xe cũng được lắp hàng loạt khối RA còn tắc 1 có hình dạng như viên gạch. Hai bên sườn thân xe là các khối giáp phản ứng nổ cỡ lớn ARAT do Mỹ chế tạo. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh này. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng đây là giải pháp gấp rút mang tính tình thế nhằm đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV-FPV và tên lửa chống tăng dẫn đường của Nga. Sau khi quân đội Ukraine đã mất ít nhất 8 trong 31 xe tăng M1A1SA được Mỹ viện trợ. Giáp lồng hiện được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó UAV thả đạn hoặc UAV FPV mang đầu đạn nổ lõm nhắm vào những vị trí được bảo vệ kém nhất trên phương tiện. RA gồm các lớp thuốc nổ mạnh đặt trong hộp thép gắn bên ngoài xe tăng, được thiết kế để tăng cường khả năng phòng vệ trước hỏa lực đối phương. Khi bị đạn chống tăng đối phương lao vào, khối thuốc nổ trong RA kích hoạt, làm trạch hướng luồng hòa khí hoặc gãy thanh xuyên của quả đạn, giúp bảo vệ lớp giáp chính của xe tăng. Phiên bản còn tắc 1 được Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế đầu thập niên 1980. Mỗi khối còn tắc 1 có vỏ thép dày 3mm, bên trong là hai miếng thép bọc thuốc nổ với tổng bề dày 20mm, cung cấp khả năng phòng vệ tương đương 400mm giáp thép cán đồng nhất khi đối phó với đạn nổ lõm xuyên giáp hít của đối phương. Tuy nhiên, còn tắc 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng, buộc Liên Xô phát triển phiên bản còn tắc 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn hít liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Chưa rõ hiệu quả của biện pháp này,
do nhiều xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine từng bị bắn cháy dù được lắp thêm RA Contact 1, trong khi giáp lồng cũng khó ngăn chặn được các loại tên lửa chống tăng hạng nặng. Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Kiev từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu đô la Mỹ của Washington sẽ là vũ khí quan trọng để giúp họ chọc thủng phòng tuyến đối phương. Thiệt hại nặng với lực lượng xe tăng Abrams ít ỏi, dù không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO, buộc lữ đoàn 47 Ukraine thay đổi phương thức tác chiến. Một lính xe tăng của lữ đoàn này cho biết, chúng tôi chỉ triển khai xe tăng Abrams khi phát hiện cơ hội xuất kích và phá hủy phương tiện cơ giới đối phương. Ngày 24 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận nước này đã chính thức chấm dứt thỏa thuận hợp tác giải trừ vũ khí với Nhật Bản vì các chính sách không thân thiện của Tokyo. Theo thỏa thuận được ký vào tháng 10 năm 1993, Nhật Bản cam kết giúp Nga tháo dỡ phần lớn kho vũ khí nguyên tử có từ trước năm 1991 và giúp giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh. Trong thông cáo phát đi, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, thỏa thuận giữa chính phủ Nga và chính phủ Nhật Bản về hợp tác tháo dỡ vũ khí hạt nhân cần cắt giảm, được ký tại Tokyo vào ngày 13 tháng 10 năm 1993, đã hết hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024. Theo đài RT, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố kế hoạch rút khỏi thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái, kích hoạt quá trình kéo dài 6 tháng. Moscow khẳng định không thể tiếp tục hợp tác với một quốc gia không thân thiện về các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nga trong bối cảnh chính sách chống Nga công khai của chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Bộ Ngoại giao Nga đổ lỗi việc cắt đứt quan hệ này là lựa chọn của phía Nhật Bản. Quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau khi Nhật Bản lên án Nga và cùng Mỹ cũng như Liên minh châu Âu-EU áp các biện pháp trừng phạt Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, Tokyo đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý tháng 9 năm 2022 khi tham gia cuộc bầu cử tổng thống của xứ sở Bạch Dương. Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức để chấm dứt thế chiến thứ hai. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị hủy bỏ vào tháng 3 năm 2022 sau khi Tokyo áp trừng phạt Moscow. Nhật Bản đã yêu cầu Nga trả lại 4 đảo thuộc quần đảo Kuril, trong khi đó Nga lập luận rằng chủ quyền của họ đối với các vùng lãnh thổ này được đảm bảo bởi các thỏa thuận sau thế chiến thứ hai.